Thầy Tử Vi tiết lộ sự thật, tuổi Kỷ Dậu sinh 1969, số hưởng lộc trời, gặp thời Phất mạnh đúng trong tháng 9 âm lịch 2024, tiền của đổ về như thác lũ. Người tuổi Kỷ Dậu sinh 1969 thuộc mệnh Thổ, đại trạch Thổ, đất nhà lớn. Những người tuổi Kỷ Dậu có một ý chí mạnh mẽ và có thể bám sát những gì họ làm và không từ bỏ dễ dàng. Họ siêng năng, có khả năng và cạnh tranh. Với tính cách mạnh mẽ, đồng thời họ có sức chịu đựng đáng kinh ngạc và sự kiên nhẫn tuyệt vời. Vì vậy, họ không dễ bị thế giới bên ngoài làm phiền khi làm việc. Họ có thể dành nhiều thời gian cho những việc họ thích. Tuy nhiên, do chịu ảnh hưởng của môi trường xã hội, người tuổi Kỷ Dậu có chút vô ích và họ thường có những ý tưởng không thực tế và dễ bị cám dỗ. Ngoài ra, họ đã tự tin để chấp nhận ý kiến và đề xuất của người khác. Họ là người thích được khen ngợi. Người thuộc hành thổ can kỷ, tương sinh cho hành kim của chi dậu là điều cát lợi. Do đó, số mệnh của tuổi Kỷ Dậu cũng khá tươi sáng, được hưởng nhiều phúc lộc, an bình cả đời. Dù có may mắn hơn người nhưng họ vẫn phải nỗ lực thì mới có thể đạt được thành công như ý nguyện. Cuộc sống về già của người tuổi này khá yên bình, có số hưởng phúc, con cháu hiếu kính, chăm lo. Người tuổi Kỷ Dậu có bản mệnh thuộc nạp âm đại trạch thổ, tức là đất nền nhà, đại diện cho sự khoan dung và đỉnh đạt. Dù có bị người khác làm tổn thương sâu sắc, những người này sẽ không hề tỏ ra thù hận mà vẫn rộng lòng tha thứ đối với họ. Tha thứ cho người cũng chính là tự giải thoát cho bản thân. Họ dễ mũi lòng trước những bất hạnh của người khác, nên sẽ nhiệt tình giúp đỡ mọi người một cách vô tư. Vận số đào hoa của người tuổi Kỷ Dậu khá dượng, bởi họ có nét duyên ngầm dễ thu hút người khác phái. Trong cuộc đời, họ sẽ trải qua nhiều mối tình sâu đậm, khắc cốt ghi tâm. Cuộc sống hôn nhân thường dễ gặp sóng gió vì bản tính hay ghen tuông, giận hờn. Người tuổi Kỷ Dậu có một sự nghiệp đáng nể. Trong cuộc sống của họ có một người có thể giúp họ phát triển sự nghiệp. Đối với nhân viên văn phòng, công việc của họ có thể tương đối buồn tẻ. Họ không thể thể hiện tài năng của mình. Nhưng sau khi nhận được sự giúp đỡ từ người này, họ có thể dễ dàng được các nhà lãnh đạo đánh giá cao, thể hiện tài năng và được thăng chức. Đối với các doanh nhân, sự giúp đỡ của người đó có thể làm cho doanh nghiệp của họ phát triển tốt hơn và nhanh hơn. Có ý kiến cho rằng, người tuổi Kỷ Dậu nên duy trì thái độ khiêm tốn và tử tế với người khác. Bằng cách này, nhiều khả năng có được các đơn đặt hàng lớn và đặt nền tảng tốt cho sự phát triển của doanh nghiệp. Họ có thể bị sa thải và thu nhập của họ sẽ trở nên ít đáng kể, nhưng miễn là họ trải qua những ngày đen tối này, mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ, tiền lương và lương hưu của họ sẽ tương đối cao. Đồng thời, họ biết cách đầu tư chính xác, họ cũng rất giỏi trong việc tiết kiệm tiền, vì vậy, họ có một tài sản khá tốt trong cuộc sống sau này. Theo tử vi phương Đông, ngoài năm sinh và ngày sinh, thì tháng sinh là yếu tố khá quan trọng để quyết định vận mệnh một người. Chẳng thế mà có người sinh nhằm ngày tháng tốt thì vinh hoa hiển đạt, người sinh nhằm ngày tháng xấu thì số kiếp lận đận, long đong. Người tuổi Kỷ Dậu sinh tháng nào thì tốt, sinh tháng nào thì vận trình hanh thông, công danh rộng mở, thì xin mời quý khán giả theo dõi luận giải sau đây. Người tuổi Kỷ Dậu sinh tháng Giêng. Tháng 1 âm lịch là tiết tân xuân, vạn vật sinh sôi, trời đất tươi tốt. Người tuổi này tinh thần sảng khoái, biết tiến, biết lùi, yêu tự do. Người này không phải lo lắng về cơm ăn áo mặc, sức khỏe đa phần được hưởng thọ. Họ không được hưởng của cải do tổ tiên để lại, khi ra ngoài không được gặp người quyền quý. Sự nghiệp cả đời chỉ là sử dụng các kỹ năng của chính mình để điều chỉnh tâm trạng và cả sự tự tin để giải quyết mọi vấn đề. Người tuổi này hứa hẹn một tương lai tốt đẹp, họ sống hòa thuận, hạnh phúc với cha mẹ, anh chị em, vợ chồng, con cái hết mực yêu thương, nuôi nấng, chăm sóc lẫn nhau. Tuy không có nhiều tham vọng, không đạt được địa vị cao trong xã hội, nhưng đời sống tinh thần của họ rất phong phú, người tuổi này luôn bằng lòng với những gì mình đang có. Người tuổi Kỷ Dậu sinh tháng 2 âm lịch là tháng kinh trập, mọi việc đều hanh thông. Người tuổi này có tinh thần lạc quan, sức sống dồi dào, dễ thành đạt, nhiều thành tựu, là người nhân hậu, thông minh, tháo giác. Xem vận mệnh của những người tuổi này cho thấy họ là những người có lòng tự trọng cao, trí tuệ hơn người, học nhiều, rất ham học hỏi, có tài nhưng không giữ được mình. Họ không được hưởng phúc tổ tiên, cha mẹ cũng không giúp được gì nhiều. Họ khó vươn tới địa vị cao trong xã hội, học giỏi nhưng ít học thơ văn, chỉ khi lớn tuổi mới sử dụng kiến thức của mình. Họ khá cô độc,
tự cao tự đại, không thích ở cạnh người thường, mà đi theo con đường thương mại sẽ có lợi hơn cho con đường công danh sự nghiệp. Người tuổi Kỷ Dậu sinh tháng 3 âm lịch là Tiết Thanh Minh. Người tuổi này là người thông minh, linh hoạt, ứng biến tốt, được trời phù hộ, sống một đời vinh hiển. Người tuổi này có khả năng thích ứng tốt với hoàn cảnh và có được vị trí cao trong xã hội. Họ rất may mắn được quý nhân phù trợ, tài vận hanh thông. Người tuổi Kỷ Dậu sinh tháng 4 âm lịch là Tiết Lập Hạ. Người tuổi này có tài năng văn chương, nghệ thuật, đa sầu đa cảm, rất cao ngạo. Cuộc đời gặp nhiều trắc trở, người tuổi này khó có thể gây dựng sự nghiệp lớn. Mặc dù họ có sức mạnh tổ chức tốt và có tham vọng khó được lòng mọi người, vì tính cách nghiêm khắc, kiêu căng, bị mọi người coi thường. Người tuổi Kỷ Dậu sinh tháng 5 âm lịch đại diện cho Tiết Mang Chủng. Những người tuổi này được hưởng một sự nghiệp đơn giản, danh tiếng và may mắn. Có thể thất bại, có thể gặp khó khăn trong tương lai, nhưng danh tiếng của người này căn bản không tệ. Tài năng được mọi người kính trọng, vận may lên xuống thất thường, được quý nhân giúp đỡ, sự nghiệp phát đạt nhưng dễ thất bại nhanh chóng. Hậu vận được quý nhân giúp đỡ, sự nghiệp dần ổn định nhưng không mấy phát triển, cuộc sống sung túc, đầy đủ nhưng vận may không được tốt cho lắm. Người tuổi Kỷ Dậu sinh tháng 6 âm lịch. Người tuổi này khó nhận được sự giúp đỡ của gia đình, bước vào xã hội không được sự giúp đỡ của bạn bè và quý nhân, sự nghiệp của họ gặp nhiều khó khăn, trắc trở nhưng đạt được thành tựu ổn định. Cuộc đời của họ gặp nhiều biến cố khiến họ có khả năng thích ứng tốt, vượt qua hoàn cảnh, nghị lực phi thường và tạo ra nghiệp lớn. Người tuổi Kỷ Dậu sinh tháng 7 âm lịch. Tuy thời tiết hanh khô nhưng cuộc đời của người tuổi này rất suôn sẻ, dễ chịu, hạnh phúc và bình an đến hết đời. Gia đình có nhiều phúc báo, cha mẹ, anh chị em giúp đỡ, vợ chồng hòa thuận. Người này không cần phải làm việc vất vả và sống một cuộc sống sung túc, không phải lo lắng bất cứ điều gì. Người này có tham vọng lớn trong sự nghiệp, được quý nhân phù trợ nên mọi việc suôn sẻ, có thể gây dựng sự nghiệp rực rỡ. Người tuổi Kỷ Dậu sinh tháng 8 âm lịch là mùa sương trắng. Người tuổi này khôn ngoan, sống có lý tưởng, có chí tiến thủ, về sau được nhiều người khen ngợi. Người tuổi này có quyền lực, địa vị, được nhiều người khen ngợi, không phải lo lắng về vấn đề tài chính. Họ chăm chỉ học tập từ khi còn có động lực, tài năng hơn người và không ngại khó, có quý nhân trong con đường sự nghiệp nâng bước. Gặp dữ quá lành, sự nghiệp khởi sắc phát triển nhanh chóng, đặc biệt khi đi theo con đường kinh doanh thì càng trở nên thuận lợi. Người tuổi Kỷ Dậu sinh tháng 9 âm lịch thuộc Tiết Bạch Lộ. Người tuổi này có cuộc sống tự do, sung túc, không bị gò bó, hạnh phúc. Người này không được nhiều của cha mẹ nhưng được quý nhân phù trợ trong xã hội, nên không gặp phải sóng gió lớn trong cuộc đời. Người tuổi này rất độc đoán vì thích thô bạo, cứng rắn, hơi điên rồ và ích kỷ. Người tuổi Kỷ Dậu sinh tháng 10 âm lịch là thời điểm của lập đông. Người tuổi này có thể sống bình lặng đến hết đời mà không cần lý tưởng hay nỗ lực gì. Họ không thích học mọi thứ trên đời, không quan trọng, muốn gì được nấy. Họ phải đến tuổi trung niên mới có cuộc sống thoải mái mà bản thân muốn. Họ không có một sự nghiệp tuyệt vời, họ không có nhiều tiền. Người tuổi Kỷ Dậu sinh tháng 11 âm lịch, thời kỳ tuyết rơi dày đặc. Người này có tài năng, sức mạnh, thông minh, tốc độ và có nhiều hoài bão. Nhưng tiếc là tổ tiên lại dày, không còn nơi nương tựa, sự nghiệp của họ bị mất ngay cả bởi những người cao quý. Vì đang tự mình khởi nghiệp nên đôi khi cảm thấy cô đơn, mệt mỏi và muốn bỏ cuộc. Dễ xảy ra tranh chấp tài sản hoặc làm việc xấu dẫn đến hủy hoại tài sản, vượt qua nhiều trở ngại và dễ rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Người tuổi Kỷ Dậu sinh tháng Chạp, tức tháng 12 âm lịch, là Tiết Tiểu Hàn. Người tuổi này làm việc chăm chỉ để đạt được danh vọng và sự giàu có, cuối cùng họ vẫn hạnh phúc sung túc và thịnh vượng, nhưng không chắc họ có được hưởng những gì xứng đáng hay không. Người này thông minh và tài giỏi hơn những người khác, nhưng không thể dựa vào gia đình. Anh em cũng khó khăn, đều phải dựa vào chính mình nên khởi nghiệp gặp nhiều khó khăn, trở ngại. Quý khán giả thân mến, sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi của tuổi Kỷ Dậu sinh 1969 trong tháng 9 âm lịch 2024. Bước sang tháng 9 âm lịch này, người tuổi Kỷ Dậu khó có được sự thảnh thơi như mong muốn. Khi vận trình sự nghiệp bấp bênh, có quá nhiều việc cần phải xử lý mà kết quả chưa chắc đã được như ý nguyện. Điềm báo tử vi cho biết, con giáp này dễ bị tiểu nhân quấy phá gây cản trở trong công việc, cạnh tranh ngày càng gay,
gắt nên về cơ bản áp lực mà bản mệnh phải chịu không hề nhỏ. Nếu đánh mất bình tĩnh vào thời điểm này, bạn sẽ càng dễ mắc sai lầm nghiêm trọng hơn, thậm chí còn làm ảnh hưởng đến sự tín nhiệm của cấp trên. Phương diện tài lộc của tuổi Kỷ Dậu trong tháng 9 âm lịch này có dấu hiệu đi xuống, các mối quan hệ xấu đi, nên gặp người giúp thì ít mà kẻ phá hoại thì nhiều. Thời điểm này, bạn càng phải hết sức thận trọng trong các hoạt động đầu tư, tránh kinh doanh mạo hiểm, đừng nhẹ dạ cả tin kéo bị dụ dỗ, lôi kéo làm trò phạm pháp. Vận trình tình cảm trong tháng 9 âm lịch này cũng ngày càng rối ren, phức tạp hơn, vợ chồng dễ nảy sinh mâu thuẫn, tranh cãi vì nhiều chuyện. Tình trạng của người độc thân cũng chẳng có gì khởi sắc, dù đã dành thời gian hẹn hò, gặp gỡ nhiều đối tượng nhưng chưa ai thực sự khiến bạn rung động. Tháng 9 âm lịch này sức khỏe của tuổi Kỷ Dậu có dấu hiệu sa sút do căng thẳng và áp lực kéo dài. Tình trạng này nếu không sớm được giải quyết dứt điểm thì sẽ rất có hại cho cơ thể của bạn, bản mệnh nên quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn. Quý khán giả thân mến, và tiếp theo chương trình, ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống của tuổi Kỷ Dậu sinh 1969 trong tháng 9 âm lịch 2024. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Kỷ Dậu sinh 1969. Tử vi tháng 9 âm lịch của tuổi Kỷ Dậu cho thấy đây sẽ là một tháng khá vất vả với người tuổi Kỷ Dậu do ảnh hưởng từ hạn Thái Tuế, vận trình nhiều bấp bênh, công việc thêm phần khó khăn. Bạn vẫn chưa thể có được sự thảnh thơi như mong muốn, công việc trong tháng dễ bị tiểu nhân quấy phá, cho dù con giáp này có muốn yên ổn làm việc của cũng khó mà thực hiện được. Tháng này bạn có quá nhiều việc cần phải xử lý mà kết quả chưa chắc đã như ý nguyện. Đã vậy, việc cạnh tranh trở nên ngày càng gay gắt, nên về cơ bản áp lực mà bản mệnh phải chịu không hề nhỏ. Các mối quan hệ xã hội trở nên căng thẳng, thị phi, mâu thuẫn rình rập. Vì vậy tháng này người tuổi Kỷ Dậu cần hạn chế tham gia chuyện bao đồng. Có nhiều người biết mặt mà không biết lòng, đến khi nhận ra bộ mặt thật sự của đối phương mới khiến bạn nhận ra không phải ai cũng tốt đẹp như những gì họ thể hiện ra ngoài. Điều này có thể không mấy dễ chịu, nhưng hãy coi đó là một bài học quý giá về lòng người, để bạn có thêm kinh nghiệm nhìn người về sau. Ở vào thời điểm này, bạn càng cần phải cố gắng giữ bình tĩnh mới có thể bình ổn tình hình, tháo gỡ rắc rối. Còn nếu đánh mất bình tĩnh, con giáp này sẽ càng dễ mắc sai lầm nghiêm trọng hơn, thậm chí còn làm ảnh hưởng đến sự tín nhiệm của cấp trên. Tháng 9 âm lịch này, dù có Thái Dương các tinh nhập mệnh, nhưng phải đợi tới gần cuối tháng thì các tinh này mới phát huy sức mạnh, giúp bạn hóa hung thành cát, vượt qua hiểm trở. Song từ đầu tháng, bản mệnh vẫn cần phải tập trung và nỗ lực thì mới có cơ hội trở mình vào cuối tháng trong các mối quan hệ xã giao. Tuổi Kỷ Dậu nên duy trì khoảng cách nhất định, đồng thời đừng tin tưởng ai một cách tuyệt đối, có ngày bị họ phản lại. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Kỷ Dậu sinh 1969 trong tháng 9 âm lịch 2024. Tháng 9 âm lịch này, tài lộc của tuổi Kỷ Dậu nối gót sự nghiệp nên khá ảm đạm, không có nhiều hy vọng cho bạn kiếm được khoản tiền lớn ở thời điểm này. Các hoạt động mạo hiểm càng không được khuyến khích, bản mệnh sẽ phải rất vất vả để nghĩ nhiều cách cải thiện thu nhập, nhưng tình hình không mấy khả quan. Các mối quan hệ cũng xấu đi, nên gặp người giúp thì ít mà kẻ phá hoại thì nhiều. Đối với người làm công ăn lương có thể tạm hài lòng với mức thu nhập hiện tại, nhưng chớ để tình hình này kéo dài quá lâu. Cũng bởi sức lực có hạn, bạn nên chấp nhận làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu, không tham vọng quá nhiều. Khi bạn hiểu rằng thời cơ thay đổi vẫn chưa tới thì có cố cũng là vô ích. Kinh doanh buôn bán không những không sinh lời mà còn hao hụt đáng kể. Thời điểm này, bạn càng phải hết sức thận trọng trong các hoạt động đầu tư, tránh kinh doanh mạo hiểm, đừng nhẹ dạ cả tin kẻo bị dụ dỗ, lôi kéo làm trò phạm pháp. Điềm báo tử vi cho thấy, có kẻ đang cố mời chào con giáp này tham gia những dự án đầu tư bằng cách dễ dời về khoản lợi nhuận trên trời dưới đất. Con số nghe thì hấp dẫn nhưng tính thực tế rất đáng ngờ, bạn nên cân nhắc thận trọng. Tháng 9 âm lịch này tuổi Kỷ Dậu cần quản lý chặt chẽ tuổi tiền của mình, tích lũy là trên hết để đề phòng tình huống bất ngờ xảy ra. Xét về phương diện tình cảm gia đình và các mối quan hệ của tuổi Kỷ Dậu sinh 1969 trong tháng 9 âm lịch 2024. Vận trình tình duyên của tuổi Kỷ Dậu tháng này được dự báo ngày càng rối ren và phức tạp, dù đang trong một mối quan hệ hay không,
bạn vẫn phải suy nghĩ và muộn phiền rất nhiều về chuyện tình cảm của mình. Với các cặp vợ chồng, có thể do quá mải mê xử lý các vấn đề liên quan tới công việc, nên bạn chẳng còn tâm trạng nào để ý tới chuyện tình cảm của mình. Thời gian dành cho nửa kia ngày càng rút ngắn, mà nếu có thì cũng rất máy móc, hời hợt. Đó là lý do hai người trở nên xa dần, tình cảm phai nhạt. Trong tháng 9 âm lịch này, vợ chồng dễ nảy sinh mâu thuẫn, tranh cãi vì nhiều chuyện. Đời sống hôn nhân có những tín hiệu đáng báo động. Vợ chồng không hòa hợp cả về mặt cảm xúc và sinh lý, từ đó sinh ra lo lắng, buồn bực, thậm chí là nghi ngờ về sự thủy chung. Hơn thế nữa, con giáp này cần phải cẩn thận có kẻ thứ ba xen ngang phá hoại hạnh phúc, tương hại cho thấy. Một khi để kẻ thứ ba chen chân vào, dù lỗi ở phía nào thì bạn cũng khó mà giữ được mối quan hệ của mình. Tình trạng của người độc thân cũng chẳng có gì khởi sắc, dù đã dành thời gian hẹn hò, gặp gỡ nhiều đối tượng, nhưng chưa ai thực sự khiến bản mệnh rung động. Thực tế là do bạn cảm thấy khó khăn trong việc mở lòng với ai đó, đôi khi bạn trở nên kiêu căng hơn và dễ bị ảnh hưởng bởi ý kiến của những người xung quanh, nên thiếu đi sự chủ động cần có. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Kỷ Dậu sinh 1969 trong tháng 9 âm lịch 2024. Trong tháng 9 âm lịch này, sức khỏe của người tuổi Kỷ Dậu có phần giảm sút, nguyên nhân chủ yếu đến từ căng thẳng và áp lực kéo dài. Có lẽ vì những vấn đề rối ren trong công việc và tiền bạc nên con giáp này phải suy tư khá nhiều, ăn uống không ngon miệng, tình trạng mất ngủ kéo dài nên cơ thể dễ mệt mỏi và suy nhược. Dù công việc quan trọng, nhưng sức khỏe mới là tiền đề để bạn có thể làm việc được. Tình trạng hiện tại nếu không sớm được giải quyết dứt điểm thì sẽ rất có hại cho cơ thể của bạn. Bản mệnh nên quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn. Nếu muốn tình hình sức khỏe được cải thiện, chắc chắn bạn phải sắp xếp lại cuộc sống của mình cho khoa học hơn, tránh làm việc quá sức. Bên cạnh đó, tuổi Kỷ Dậu cần duy trì thói quen luyện tập thể thao hàng ngày. Quý khán giả thân mến, và tiếp theo sau đây sẽ là những ngày may mắn trong tháng 9 âm lịch 2024 cho tuổi Kỷ Dậu sinh 1969. Ngày mùng 2 tháng 9 âm lịch. Trong ngày này, nếu bản mệnh giữ được tính kỷ luật cao, vận may sẽ mỉm cười với bạn, đồng thời bạn cũng đạt được những mục tiêu mà mình đã đề ra một cách dễ dàng. Ngày mùng 5 tháng 9 âm lịch. Ngày này sự nghiệp của tuổi Kỷ Dậu tiến triển tốt đến mà chính bạn cũng không thể ngờ tới. Bạn cũng có thêm nhiều cơ hội để học hỏi và khám phá thêm những lĩnh vực mới mẻ mà bạn đã yêu thích từ trước. Ngày mùng 6 tháng 9 âm lịch. Trong ngày này, tài chính của bản mệnh sẽ rất tốt, có thể sẽ có thêm từ thu nhập bên ngoài. Tuy nhiên, hãy chú ý đến sức khỏe của mình hơn, vì bạn sẽ cảm thấy không khỏe hoặc mệt mỏi thường xuyên. Ngày 12 tháng 9 âm lịch. Trong ngày này, công việc của bạn sẽ rất bận rộn, nhưng bạn biết cách để đảm bảo chất lượng công việc của mình, hiệu suất ổn định là một trong những ấn tượng tốt của mọi người khi nghĩ tới bạn. Ngày 13 tháng 9 âm lịch. Trong ngày này, nguồn năng lượng của bạn đã lan tỏa sự tích cực đến mọi người xung quanh, đặc biệt là trong công việc. Bạn được nhiều người yêu quý và công việc cũng vì thế mà trở nên suôn sẻ hơn. Ngày 18 tháng 9 âm lịch. Trong ngày này, bạn sẽ có những mối quan hệ mới và phần trăm rất cao đó đều là những người giúp bạn có sự thuận lợi hơn về mặt kinh doanh hoặc hỗ trợ bạn rất nhiều trong công việc. Ngày 21 tháng 9 âm lịch. Trong ngày này, bản mệnh biết cách phối hợp ăn ý với đồng đội, cấp trên, đối tác làm ăn nên đạt được kết quả vượt mong đợi. Bạn sẽ có cảm giác đạt được mục tiêu của mình một cách suôn sẻ và trút bỏ được gánh nặng trên vai. Ngày 22 tháng 9 âm lịch. Trong ngày này, tinh thần của chồng sao này khá thoải mái và hứng khởi hơn rất nhiều khi bắt tay vào công việc. Nếu biết nắm bắt cơ hội thì thành công chắc chắn sẽ đến với bạn sớm thôi. Ngày 23 tháng 9 âm lịch. Trong ngày này, vận trình của bạn có nhiều khởi sắc rất đáng mong chờ, vận may tài chính rất mạnh. Bạn tìm được cơ hội làm ăn đáng tin cậy, chỉ cần bạn dám hành động thì sẽ có cơ hội thu tiền về đầy túi. Ngày 26 tháng 9 âm lịch. Trong ngày này, năng lượng làm việc vô cùng nổi bật, hiệu quả, công việc được cải thiện đáng kể. Công việc vốn đang ở trong tình thế bế tắc, nay có bước chuyển hoặc bất ngờ tìm ra hướng đi mới, khởi thông cục diện. Quý khán giả thân mến, không để cho quý khán giả phải đợi chờ thêm. Tiếp theo chương trình ngay sau đây sẽ là vận trình tử vi từng tuần của tuổi Kỷ Dậu sinh 1969.
trong tháng 9 âm lịch 2024. Tử vi tuần 1 trong tháng 9 âm lịch 2024 của tuổi Kỷ Dậu sinh 1969. Tử vi tuần mới của 12 con giáp cho thấy tuần này vấp phải cục diện tương hại nên vận trình của tuổi Kỷ Dậu có nhiều rối ren khiến bạn khó tránh lao đao một phen. Công việc đang suôn sẻ bỗng xảy ra trục trặc, bạn cũng chẳng biết nguyên do bắt đầu từ đâu nên phải loay hoay tìm cách thoát ra khỏi mớ bồng bông này. Tỷ Kiên xuất hiện trong tuần nhắc nhở bản mệnh cần có sự quyết đoán và dứt khoát hơn nữa khi đứng trước các lựa chọn. Bạn cứ chần chừ, tưởng như đang cân nhắc kỹ thêm, nhưng thực chất chỉ khiến cơ hội trôi qua lúc nào chẳng hay. Có những cơ hội chỉ đến trong chớp mắt. Nếu bạn do dự, e ngại sợ sẽ mạo hiểm mà không dám tiến bước, thì cũng chính là nhận thất bại về mình ngay từ khi chưa bắt đầu. Điểm sáng duy nhất trong tuần này với con giáp tuổi Kỷ Dậu đến từ chuyện tình cảm. Nhờ kim sinh thủy, may mắn là dù ngoài kia có bao nhiêu khó khăn, sóng gió, bạn vẫn luôn có điểm tựa tinh thần là gia đình. Người thân chính là chỗ dựa vững chắc cho bạn để có thể dũng cảm xông pha chiến đấu. Tử vi tuần thứ 2 trong tháng 9 âm lịch 2024 của tuổi Kỷ Dậu sinh 1969. Tử vi tuần mới của con giáp báo rằng tuần này thương quan xuất hiện, cảnh báo tuổi Kỷ Dậu có thể gặp rắc rối nếu làm việc mà cứ để đầu óc treo ngược cành cây. Người một nơi mà suy nghĩ bay tận đi đâu như vậy, không phải lúc nào gây ra lỗi lầm là cũng có cơ hội để sửa chữa. Bạn cần tập trung nhiều hơn, nếu không sai lầm nối tiếp sai lầm và bạn sẽ phải chịu trách nhiệm cho toàn bộ những gì mình gây ra. Lúc đó, dù trước kia bạn có giỏi giang ra sao cũng thành vô ích, mọi người sẽ chỉ nhìn vào sai lầm hiện tại để đánh giá bạn. Chuyện tình cảm trong tuần này kim khắc mộc, chuyện tình cảm của tuổi Kỷ Dậu cũng không mấy êm đềm khi tâm trạng đang bất ổn. Tốt nhất bạn không nên khơi gợi lại những chuyện không vui giữa hai người, để tránh những mâu thuẫn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Hãy suy nghĩ tích cực hơn, đừng đẩy mối quan hệ của mình đến bờ vực rạn nứt. Tử vi tuần thứ 3 trong tháng 9 âm lịch 2024 của tuổi Kỷ Dậu sinh 1969. Tuần này thiên quan đứng bóng, cảnh báo người tuổi Kỷ Dậu về những rắc rối có thể đụng phải nếu bạn vẫn cứ giữ suy nghĩ đơn giản. Không có sự đề phòng như vậy, tiểu nhân ở ngay bên cạnh sẽ tìm thời cơ để hãm hại bạn, vì đó mắc ghen tị với những gì bạn đang có trong tay. Trong tuần này, bản mệnh nếu có kế hoạch đầu tư hay sử dụng tiền bạc với số lượng lớn thì nên cẩn trọng, tránh bốc đồng sẽ tạo kẽ hở cho kẻ xấu ra tay. Dạng sự nện lấy cẩn trọng làm đầu, cẩn tắc vô áy náy, tuy hơi mất thời gian và công sức nhưng thành quả mà nó mang lại chắc chắn sẽ không khiến bạn thất vọng. Tuần này kim khí dượng cũng nhắc nhở con giáp này nên quan tâm hơn đến sức khỏe của bản thân, có dấu hiệu sức đề kháng cơ thể giảm xuống, nên bạn rất dễ mắc bệnh. Tuổi Kỷ Dậu cần tích cực rèn luyện thể dục, thể thao để nâng cao sức khỏe, bên cạnh đó là chế độ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý. Tử vi tuần thứ 4 trong tháng 9 âm lịch 2024 của tuổi Kỷ Dậu sinh 1969. Tử vi tuần cuối cùng trong tháng 9 âm lịch của tuổi Kỷ Dậu cho thấy tuần này có quý nhân lục hợp xuất hiện, bảo đảm cho người tuổi Kỷ Dậu vận trình êm ả và hanh thông. Bạn thoải mái theo đuổi mục tiêu mà bản thân đã định, bạn có nhiều cơ hội mở rộng các mối quan hệ, tìm kiếm những người cùng chí hướng hay đối tác chung lý tưởng để tạo ra nguồn lợi nhuận khả quan. Chính quan còn hỗ trợ đường công danh, sự nghiệp của bản mệnh đang trên đà tăng tiến, con giáp này được tin tưởng và giao thêm nhiều trọng trách. Có thể bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi và căng thẳng, nhưng nếu vượt qua được những trở ngại đó thì chắc chắn thành quả sắp tới gặt hái được sẽ khiến bạn hài lòng. Trong tuần, ngũ hành tương sinh càng giúp niềm vui của tuổi Kỷ Dậu thêm trọn vẹn, khi chuyện tình cảm cũng không có điều gì đáng lo ngại, tình cảm vợ chồng ngày càng thêm nồng nàn. Cuộc sống gia đình khiến cho đôi bên trở nên trưởng thành hơn, có trách nhiệm với bản thân và đối phương, những hạnh phúc này sẽ khiến cho bạn có thêm động lực làm việc. Tiếp theo là cẩm nang dượng vận cho tuổi Kỷ Dậu sinh 1969 trong tháng 9 âm lịch 2024. Khẩu quyết: vận trình nhiều bấp bênh, công việc thêm phần khó khăn, tài lộc khá ảm đạm. Quý nhân là tuổi Mão và tuổi Tuất. Tiểu nhân là tuổi Ngọ và tuổi Thìn. Màu sắc may mắn là màu vàng và màu hồng. Con số may mắn: 36, 62 và 57. Quý khán giả thân mến, để công việc hợp tác làm ăn được thêm phần suôn sẻ và thuận lợi,
thì chắc chắn chúng ta cần tìm được người đối tác phù hợp, giúp cho vận khí tăng lên gấp bội lần, kích tài dưỡng lộc, thu hút may mắn. Vậy, tuổi Kỷ Dậu sinh 1969 nên hợp tác với những tuổi nào để mang lại vận may về tài lộc cũng như sự nghiệp? Xin mời quý khán giả cùng theo dõi tiếp video. Tuổi Kỷ Dậu với tuổi Tý. Khi là đối tác làm ăn, hai con giáp này đã đặt niềm tin vào nhau, họ kết hợp khá ăn ý, họ cùng tiết kiệm và cùng nhau xây dựng. Bình thường tuổi Tý rất hào phóng và tiêu tiền khá mạnh tay, nhưng trong kinh doanh, người tuổi này rất biết tính toán, điều này làm tuổi Kỷ Dậu tâm phục khẩu phục, vì vậy họ sẽ cùng nhau xây dựng và phát triển. Tuổi Kỷ Dậu với tuổi Sửu. Hai tuổi này đều khá thận trọng trong cách tiếp cận sống, hai hành tinh này đều chọn cách giải quyết thực tế và ít khi thích mạo hiểm. Những đặc điểm của hai con giáp này sẽ giúp họ kết hợp rất ăn ý trong công việc. Bởi vậy, nếu là đối tác kinh doanh, tuổi Kỷ Dậu và tuổi Sửu sẽ tạo thành một tập thể khá vững mạnh đó. Khi đó, tuổi Sửu sẽ là xương sống của tổ chức, còn tuổi Kỷ Dậu sẽ là người thúc đẩy cho sự nghiệp của hai người phát triển theo hướng tích cực. Tuổi Kỷ Dậu với tuổi Dần. Nếu tuổi Kỷ Dậu và tuổi Dần là đối tác kinh doanh, họ sẽ kết hợp với nhau khá tốt trong lĩnh vực này. Tuổi Dần đánh giá cao tuổi Kỷ Dậu về những nỗ lực cải thiện công việc và năng lực làm việc khiến tuổi Dần không thể phàn nàn. Người tuổi Kỷ Dậu thì vui vẻ để tuổi Dần đứng ở vị trí dẫn đầu và tình nguyện làm hậu phương vững chắc. Tuổi Kỷ Dậu với tuổi Mão. Trong kinh doanh, tuổi Kỷ Dậu cũng nhanh chóng chán tuổi Mão, vì người tuổi Kỷ Dậu cho rằng người tuổi Mão thiếu sự logic, thiếu thực tế. Tuổi Kỷ Dậu sẽ là người chủ động việc công việc tại cơ quan, còn tuổi Mão thì khá thụ động và đi chịch những mong muốn của tuổi Kỷ Dậu. Tuổi Kỷ Dậu với tuổi Thìn. Khi tuổi Kỷ Dậu và tuổi Thìn cùng làm ăn với nhau, hai con giáp này sẽ xây dựng một tập thể vững mạnh và liên tục phát triển. Đó là nhờ những may mắn của tuổi Thìn và sự sáng tạo, đức tính cần mẫn, tỉ mỉ của tuổi Kỷ Dậu. Tuổi Thìn chính là người sẽ mang những điều bất ngờ về tiền bạc và nguồn khách hàng dồi dào đến cho công việc kinh doanh của hai người. Tuổi Kỷ Dậu sẽ là hậu phương vững chắc, lập kế hoạch và quản lý tài chính. Cả hai con giáp này đều trung thực nên họ rất tin tưởng lẫn nhau và cùng lái con thuyền kinh doanh của họ tới những bến bờ của sự thịnh vượng và phát triển. Tuổi Kỷ Dậu với tuổi Tỵ. Khi tuổi Kỷ Dậu và tuổi Tỵ là đối tác làm ăn, công ty của họ sẽ phát triển thịnh vượng và có trật tự. Người tuổi Kỷ Dậu hay chú ý đến tiểu tiết, có thể đảm nhiệm tốt nhiệm vụ quản lý tài chính. Bên cạnh đó, tuổi Kỷ Dậu còn giúp công ty lập ra những kế hoạch ít mạo hiểm. Cả tuổi Kỷ Dậu và tuổi Tỵ đều thích những phương thức thực tế, ít mạo hiểm hơn là các phương thức mới có tính rủi ro cao. Bởi vậy có thể nói rằng, hai hành tinh này khá đồng nhất quan điểm trong chuyện làm ăn. Tuổi Kỷ Dậu với tuổi Ngọ. Khi là đối tác làm ăn, hai tuổi này sẽ chọn công việc chiều theo lợi ích của tuổi Ngọ. Tuổi Kỷ Dậu có khả năng quản lý tài chính. Sự thông minh vốn có khiến người tuổi Kỷ Dậu rất ít khi tính toán sai. Hơn nữa, người tuổi Kỷ Dậu khá bảo thủ, thích mặc cả. Đây chính là yếu tố rất quan trọng để tránh rủi ro trong kinh doanh. Trong khi đó, khi có hứng thì tuổi Ngọ làm việc rất chăm chỉ và phát huy được tiềm năng. Điều này làm tuổi Kỷ Dậu rất ngạc nhiên và hài lòng. Tuổi Kỷ Dậu với tuổi Mùi. Hai tuổi này có thể hợp nhau hơn khi là bạn làm ăn. Tuổi Kỷ Dậu là người có con mắt tinh tế và có đầu óc rất phù hợp với việc quản lý tài chính và những công việc tương tự khác. Còn tuổi Mùi có thể đưa những ý tưởng, sáng kiến hay trong kinh doanh. Tuổi Mùi khá may mắn, còn tuổi Kỷ Dậu khá có duyên với tiền, nên hai tuổi hợp lại làm ăn sẽ rất phát đạt. Tuổi Kỷ Dậu với tuổi Thân. Trong làm ăn kinh doanh, hai hành tinh này lại khá ăn ý với nhau. Những vấn đề cơ bản trong công ty nên để tuổi Thân làm người đảm nhiệm. Điều này sẽ giúp tuổi Thân thỏa mãn mong muốn được trở thành người đứng đầu và vận dụng hiệu quả sự khéo léo của mình cho công việc. Tuổi Kỷ Dậu nên quản lý bên cạnh, sử dụng đầu óc thông minh vào việc quản lý tài chính và ngăn cản tuổi Thân đưa ra những quyết định thiếu khôn ngoan. Tuổi Kỷ Dậu với tuổi Dậu. Có thể nói, nếu là đối tác kinh doanh thì hai người tuổi Dậu sẽ đảm nhiệm vai trò tốt hơn hẳn những vai trò khác. Bởi cùng làm việc với nhau, tuổi Kỷ Dậu có thể tận dụng những lợi thế của mình. Tuổi Kỷ Dậu vốn thực tế, kiên nhẫn và cẩn thận. Bởi vậy, vấn đề tài chính trong kinh doanh của họ sẽ được đảm bảo rất tốt. Tuy tập thể chung của họ không phát triển với tốc độ lớn, vì họ vốn không ưa mạo hiểm,
Nhưng vì tài chính đảm bảo nên chuyện làm ăn sẽ không ngừng lớn mạnh. Tuổi Kỷ Dậu với tuổi Tuất. Khi là đối tác kinh doanh, tuổi Kỷ Dậu và tuổi Tuất kết hợp ăn ý hơn ở các lĩnh vực khác. Cả hai con giáp này đều làm việc chăm chỉ và có kỹ năng kinh doanh. Tuổi Kỷ Dậu cẩn thận nên rất phù hợp với lĩnh vực tài chính. Bên cạnh đó, người tuổi Kỷ Dậu cũng ít khi tham gia vào các công việc quá mạo hiểm. Tuổi Tuất thì lại là người rất đáng tin cậy, rất đáng để tuổi Kỷ Dậu đặt niềm tin. Hơn thế nữa, tài ngoại giao của tuổi Tuất sẽ giúp cho công việc kinh doanh của hai người ngày càng phát triển, vươn xa. Tuổi Kỷ Dậu với tuổi Hợi. Khi là đối tác kinh doanh, tuổi Kỷ Dậu và tuổi Hợi sẽ thành công hơn ở các mối quan hệ khác, bởi họ sẽ tận dụng rất tốt những điểm mạnh của mình. Tuổi Kỷ Dậu sẽ đảm nhiệm việc tỉ mỉ hoặc liên quan đến tài chính. Tuổi Hợi vốn chăm chỉ và định hướng tốt nên rất phù hợp với việc tiến hành các kế hoạch mà tuổi Kỷ Dậu đã lập. Bên cạnh đó, tuổi Hợi sẽ đảm nhiệm cả những nhiệm vụ liên quan đến khách hàng, bởi ở lĩnh vực này, tuổi Hợi có khả năng làm tốt hơn tuổi Kỷ Dậu. Quý khán giả thân mến, trong cuộc đời chúng ta sẽ có rất nhiều nghiệp tốt và nghiệp xấu mà nhiều người không biết tại sao. Thực ra đó là những món nợ chúng ta đã nợ suốt cuộc đời. Trong tất cả những người chúng ta gặp trên đời này, có người đến để đòi nợ và có người đến để trả nợ. Trong đó có con cái chúng ta. Những kẻ ngoan ngoãn, hiếu thảo đều đến đây để trả nợ. Còn những kẻ nổi loạn, vô kỷ luật thì đến đây để đòi nợ. Có người hỏi chúng ta không biết gì về nhân duyên kiếp trước thì làm sao biết được ai đến đòi nợ, ai đến trả nợ. Đức Phật nói về duyên gặp gỡ, bất kể bạn gặp ai, người ấy sẽ là người nên xuất hiện trong cuộc đời bạn. Đó hoàn toàn không phải là tình cờ, người ấy nhất định sẽ dạy cho bạn một điều gì đó. Tất cả chúng ta đều mang theo nghiệp đến thế giới này, không có gì biến mất, chỉ có nghiệp còn ở lại với chúng ta. Kiếp này chúng ta có duyên gặp nhau hay trở thành một gia đình đều là duyên phận giữa chúng ta, dù tốt hay xấu đều là duyên nợ, vì vậy đừng cố tình lo lắng về những điều này. Hãy cố gắng hết sức trong lúc này và tin rằng mọi thứ đều là sự an bài tốt nhất của số phận. Làm sao trả hết nợ đời, nợ tiền, nợ người từ kiếp trước, nghe Phật giảng xong sẽ biết. Một là làm từ thiện rộng rãi và tích đức để trả nợ. Nhà nào tích lũy việc lành sẽ luôn được hạnh phúc, nhà nào tích ác sẽ gặp họa. Làm việc thiện và tích đức thực chất là cách trả nợ nhanh nhất. Chúng ta có rất nhiều phước lành trong cuộc sống này, bao gồm sức khỏe, giàu có, danh tiếng, sắc đẹp, tất cả đều là phước lành. Phước lành của mỗi người thì có hạn, nhưng cách tích phước thì vô hạn. Phát quy tránh phát là tích phước, thực hành bố thí cũng là tích phước. Khi một người giúp đỡ người khác với lòng từ bi, cho dù đó là quyên góp tiền bạc hay cúng dường, miễn là làm việc tốt, cho đi bằng tâm bố thí thì chính là đang tích lũy phước lành cho bản thân và trả nợ. Mọi vật đều do tâm tạo tác, thiện ác trên đời đều do tư tưởng khởi lên. Tâm thiện thì dạng vật đều thiện, tâm ác thì dạng vật đều ác. Người làm việc thiện, tích nhân lành, phước báo nhân tốt, quả tốt, sẽ giải quyết được nhân quả xấu, vô hình giúp mình trả hết tội lỗi đã qua. Trong Phật giáo có một câu nói rất hay, người hành thiện phúc tuy chưa tới, nhưng quả đã tránh xa, kẻ hành ác quả tuy chưa tới, nhưng phúc đã rời xa. Hai là, biết chịu lỗ và trả nợ theo cách trả hết nợ trong nhiều kiếp, thì việc chịu mất mát là một điều may mắn để trả hết nợ, sẵn sàng trả giá mà không đòi hỏi bất cứ điều gì. Người sẵn sàng chịu lỗ sẽ không bao giờ thiệt thòi. Chịu đựng mất mát là một trí tuệ vĩ đại hiếm có và là một trạng thái của con người. Nhiều người cho rằng đây là hành vi ngu ngốc, nhưng thực tế ai cũng biết sự thật này. Nỗ lực chưa chắc đã được khen thưởng, nhưng khi bạn cho đi mà không yêu cầu đáp lại, bạn đang trả một món nợ ân tình. Nếu sự bao dung của bạn được người khác đón nhận, bạn có thể hình thành một mối quan hệ tốt đẹp. Hãy học cách kiên nhẫn khi gặp phải sự bất công. Có thể kẻ thù hoặc chủ nợ đến đòi nợ, lúc này bạn trả cho hắn coi như là trả bớt nợ đời. Nếu người khác hiểu được suy nghĩ của bạn còn có thể hình thành một mối quan hệ tốt đẹp. Tại sao người ta thường nói hồi hướng công đức cho kẻ thù và chủ nợ? Bởi vì trả nợ cho chủ nợ của kẻ thù cũng là trả nợ cho chính mình. Trong trường hợp này, nợ đời, nợ tiền, nợ người đều đang được trả và là niệm Phật tụng kinh và làm việc thiện. Tất cả những người Phật tử kiên trì tu tập siêng năng niệm Phật và tụng kinh hồi hướng công đức, chia sẻ công đức của mình, thì thực ra đang diệt trừ tai họa và giải quyết vấn đề cho chính mình. Tham gia phóng sinh để tích phước và thường xuyên niệm Nam Mô A Di Đà đều là cách trả nợ.
Nếu phát Bồ Đề tâm và đi theo con đường Bồ Tát thì sẽ có công đức và tiêu tan ác xuyên hồi hướng công đức niệm Phật cho kẻ thù. Chủ nợ thân quyến, bạn bè sẽ không những không làm hao hụt công đức mà còn nhân đôi công đức, giống như ngọn đèn thắp sáng và ngọn đèn. Đây cũng là một sự hồi hướng của Phật giáo, công đức không thể tưởng tượng nổi. Đức Phật dạy từ bỏ một thứ sẽ được dạng phần thưởng, chỉ có từ bỏ mới có được. Nếu có người gieo trồng căn lành trong Phật giáo, bố thí và cúng dường, thậm chí làm những việc thiện rất nhỏ, miễn là người đó thành tâm hồi hướng cho chúng sinh, thì công đức của người này sẽ cực lớn lao. 4 là phóng sinh công đức. Tích lũy của việc phóng sinh là vô cùng phi thường, nên cũng là cách nhanh nhất để trả những món nợ đã tích lũy từ kiếp trước. Nhiều người đã từng nghe câu nói, cứu một mạng người hơn xây 7 tầng tháp. Phóng sinh cũng như cứu một mạng người, chúng sinh đều bình đẳng, cứu người cũng như cứu mình. Hãy làm việc thiện, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp, mang lại lợi ích cho mình và người quan tâm đến tất cả chúng sinh, bạn sẽ tự nhiên có thể giải quyết được kẻ thù và chủ nợ của mình. Trên đây là tử vi của tuổi Kỷ Dậu sinh 1969 trong tháng 9 âm lịch 2024. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp ích cho quý khán giả. Cảm ơn quý khán giả đã xem hết video. Nếu thấy video hữu ích, quý khán giả đừng quên like, chia sẻ và ấn nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ chương trình. Chúc quý khán giả có một tháng mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Hẹn gặp lại quý khán giả ở những chương trình tiếp theo.